Xin giới thiệu với các bạn kèo sắp diễn ra là kèo đôi công 44 giữa Hộp Dịch An Giang, đôi công Thế Mỹ Tiền Giang. Bên trước màn hình ống kính bấm chỉ độ miền Nam, bên đây là tem của Tiền Giang Thế Mỹ. Thủ bàn cho Thế Mỹ bên đây gồm có là Hảo Hảo Châu Đốc, Tú Mở Hiếu Truyền Hay. Thủ bàn cho Hộp Dịch bên kia gồm có là Khang Ligo Vĩnh Long, Sang Phạm Thái Truyền Hai. Điểm cho Tiền Giang 1-0. Hộp Dịch vừa đập bóng chạm nó trắng ra ngoài. Điểm một đều. Một pha đập bóng cực kỳ quy lực của Thế Mỹ. Điểm cho Thế Mỹ 2-1. Một pha đập bóng tốt của Hộp Dịch. Điểm cho An Giang 2-2. Một pha tranh chấp bóng trên lưới quá tốt của Thế Mỹ. Điểm 3-2. Điểm 3-2. Đường hậu thủ luôn. Một pha chắn bóng tốt của Thế Mỹ. Được thì vô đâu. Điểm cho Thế Mỹ 4-2. Một pha bỏ bóng tốt của Hộp Dịch. Điểm cho An Giang 3-4. Hộp Dịch đập bóng tốt. Điểm cho hai đội 4-4. Quá hay cho Thế Mỹ. Điểm 5-4. Thế Mỹ phát bóng đụng cây ba luôn các bạn ơi. Điểm 5-5. Điểm cho hai đội 5-5. Bóng trong sang. Thế Mỹ chân bóng tốt. Điểm cho Thế Mỹ 6-5. Quá hay cho Hồng Dịch. Một pha bỏ bóng tốt của Hồng Dịch. Đâu mẹ thú đâu. Ta thú đầu dò sao cái thú này nữa. Điểm cho hai đội 6-6. Sắp xếp cho ông Thảo Dương Thủ tay rồi. Cái gì chị nói.
Hiện tại đang sửa bóng trong sân ngoài sân các bạn ơi. Bóng ngoài các bạn ơi. Tiếng sửa bóng ngoài. Đúng mẹ cho tôi bóng kia mà nó đó ông ơi. Có tôi đây nè, tôi giấu đây nè. Cái gì vậy? Thiệt chứ. Tính gì vậy, tính giấu anh? Điểm 76. Điểm cho hai đội 7 đều. Một pha đập bóng tốt của Thế Mỹ. Hai đội đổi sân. Điểm 87, hai bên đổi sân. Nhiều siêu hoài không ở đây, tôi thấy nhiều như hoài lồn. Ủa mẹ, tôi thấy con sang lên đi. Điểm 87 cho Thế Mỹ. Một dịch đập bóng tốt. Đây là hộp dịch các bạn. Điểm 8 đều. Hiếu truyền hai lố. Hộp dịch ôm bóng về ăn các bạn ơi. Một pha đập đường y quá tốt của Thế Mỹ. Cắt ăn ra nè. Điểm 9 đều. Điểm 9 đều. Bóng ngoài. Điểm 10 chín. Điểm cho Thế Mỹ 19. Đây nè. Một dịch đập bóng tốt. Điểm cho hai đội 10 đều. Một pha đập bóng tốt của Hùng Dịch. Bên ngoài là bỏ hết cho anh Khang. Điểm cho Hùng Dịch 11 10. Đó là một pha phát bóng màu binh của Hùng Dịch. Quá lên tay luôn các bạn ơi. Nói hưởng ra là 12-10. Anh chuyện lại đừng đi. Thế Mỹ đập bóng tốt. Điểm 11-12. Điểm 11-12. Một pha đập bóng tốt của Hồng Dịch. Điểm cho Hồng Dịch 13-11. Hứa cho năm gói. Một pha đập bóng tốt của Thế Mỹ.
Điểm 12. Qua. Ơi, quá đều. Mình thấy thấy mình Sài Gòn không có cái thứ lần nào không xử luôn thôi bỏ đi thôi vậy thôi thôi bên mũi này ngủ đại thầy đứng miền Tây mình đâu miền Tây đứng Sài Gòn nữa rồi thấy vậy một dịch đọc bóng tốt đây bắt đi rồi ta xử điểm 14 13 Chỗ nào có F10 là chỗ đó cái sân banh nó sôi động à. Điểm 14 13 gắn ăn luôn đó là pha trắng bóng tốt của Hộp Dịch đã kết thúc trận đấu. Hộp Dịch ngang cầu Thế Mỹ. Hộp Dịch An Giang đã thắng. Có chuyện này nè. Rồi vui quá vui nha các bạn. Chúng ta không có đàn rồi. Chúng ta không có đàn rồi.